triển khai nghị quyết số 02 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với vốn đầu tư của nhà nước, tỉnh Con Tum tích cực vận động nguồn xã hội hóa để phát triển giáo dục trên địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh huy động gần 114 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tham gia xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học trang thiết bị dạy học ngoại ngữ tin học và các điều kiện phục vụ học tập ăn ở sinh hoạt cho học sinh dù vậy việc huy động nguồn xã hội hóa chỉ tập trung tại một số địa bàn thuận lợi như các trường học ở thành phố con tum và trường trực thuộc sở giáo dục và đào tạo những địa bàn còn lại gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục